Rồi, em Tùng à, chào anh em. Thì hôm nay mình từ Mỹ về một cái combo bao gồm có một pin, một máy, một sạc của hãng Bosch. Bosch này là Bulldog nha anh em. Nó là thế hệ thứ tư và nó siêu thông minh. Cái này nó là đầu của nó là SDS Plus. Em này mã của nó là 18-26G. GBH18-26, em này nó được sản xuất tại Đức. Cái hàng này là không chổi than. Bulldog. Rồi, đây. Nó có 3 chức năng: đục, và khoan. Nó là hở không chổi than. Sử dụng pin 18V. Thì tất cả các dòng của máy khoan pin, em này chỉ thua Hinti thôi. Thua Hinti thôi nha anh em, chứ còn Hinti này thua Hinti thôi, chứ còn những cái ví dụ như Makita, The One rồi thì em này nó hơn. Đó. Rồi và mình xét cho anh em là pin 6A, pin sản xuất Malaysia, máy sản xuất tại Đức và điện sạc 110. Rồi một cái combo như thế này. Cái này là tốc độ từ nhanh từ chậm lên nhanh và nhanh, nó có hai cấp độ ở dưới này và có nhúng đây, nhúng khi chỗ này là chống sốc trái phải đây. Rồi combo như cái hình, cái pin chạy trước xíu ha, pin new chạy trước xíu 10 triệu máy pin sạc. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Và cái lực hơi của em này rất là đã. Cái này mình có tặng theo cái túi xách để cho anh em đi làm công trình. Cảm ơn anh em.